Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web vạc24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo danh thôi. Vừa rồi thì có một pha nó ping hơi lên cao một chút nên là mình vào game nó cũng hơi muộn anh em ạ. May là mình vẫn kịp lúc đến giữa cái trung tâm của map, chứ không thì nó lại rơi ra ngoài rìa kia thì cũng khá là thốn. Không sao, ok rồi. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Nhưng mà tiếp đến là cái giai đoạn khó khăn khi loot đồ. Khi mà mình xuống cái khu vực nó lại còn trống như là đồng không bông quạnh như này. Ở đây có cái tăng giáp, nhưng mà không có giáp thì lấy gì mà tăng đây. Ok, ba lô hai thơm rồi anh em ơi. MP 40 luôn này. Như vậy là mình đã đủ cái bộ combo cả súng trường lẫn súng tiểu liên. Cái tăng giáp thì lát nữa mình sẽ tăng sau, mình cứ để dành ở đó đã. Ăn cái giáp 1 lên cái giáp 2 thì nó cũng không bõ cho lắm. Phí cái giáp đi anh em ơi. Ok, bé đầu tiên đã được thăng thiên. Trên cái trò này thì vẫn còn một người này. Cồng luôn. Ui, Spat 12 anh em ạ. Phía sau có người. Căng ở nhà. Ok, tìm cách tiêu diệt cái thanh niên trên cái chòi. Có xuống đây hay không? Mình tranh thủ bơm thêm mình máu, tại vì là cũng đang hết máu rồi. Với lại loot thêm chút đồ. Đó, được luôn cái giáp 3. Có lẽ là mình nên quay lại ăn cái tăng giáp thôi. Kệ bạn trên chòi, cũng kệ cái thanh niên mà vừa mới bắn mình. À, không phải là hai bạn nó đang bắn nhau. Mình sẽ lên ăn hôi luôn. Đâu rồi? Xác, hai cái xác ở đây. Và thanh niên ăn hôi lại chính là cái thanh niên trên cái chòi. Hên cho bạn là mình lại không có lựu đạn nhá. Mình mà có lựu đạn thì cái thanh niên thủ chòi bạn ấy cầm shotgun anh em ạ. Hay chính xác là cây Spat 12. Nên là mình gần như là mình không dám lên. Thủ chòi mà lại còn cầm Spat 12 thì liều ăn nhiều này. Mình sẽ liều ăn nhiều với anh em ạ. Đâu rồi? Rồi. Ok ở đấy. Khá yếu rồi. Ok. Cuối cùng thì cũng giết bằng được. Giờ thì ra lúc nốt đổ mấy cái xác này và tiến đến ăn cái tăng giáp kia. Quá ngon rồi còn gì. Cũng khá nhiều đồ ngon nhưng mà do là bạn kia bạn ấy mang cái huy hiệu thợ săn nên là mình chẳng ăn ké được cái gì, hơi buồn. Như mình đã nói ở những cái video lần trước rồi, đối với những cái trận đấu mà đi solo hoặc là những cái trận đấu mà đi team ấy thì mình sẽ không dùng skin súng nha anh em. Còn đối với những cái trận mà solo squad ấy thì mình sẽ đem theo skin súng vô. Dự định của mình là mình sẽ không đi solo squad nữa, chỉ đi bắn solo và đi bắn với team thôi. Nhưng mà tại vì anh em kêu mình đi solo squad nhiều quá nên thôi, đành phải chiều theo ý anh em. Trong cái căn nhà trước mặt này có người này. Ôi 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 ôi. Ok, may quá anh em ạ. Cuối cùng thì bạn ấy cũng chết trước mình. Số mình đúng hên. Còn đúng 4 máu. Đó, ok rồi đấy. Bình thường khi mà mình đi solo ấy thì không có skin súng vẫn ăn lại được những thanh niên có skin súng. Nhưng mà khi đi solo squad ấy, anh em cũng biết rồi. Bốn người kia mà có skin súng mà một mình mà không mang skin súng vào thì mình không thể nào mình sấy lại được mấy thanh niên kia luôn. Mình đã thử rất nhiều và đa phần toàn thất bại thôi. Đầu game ấy thì hoàn toàn có thể solo được, nhưng mà càng về cuối game ấy thì những cái người có skin súng nó xuất hiện càng nhiều và mình đành bó tay thôi.
Nên là nếu mà anh em muốn xem những cái trận đấu solo squad thì mình sẽ đem thêm skin súng nhá. Còn đối với những trận solo và những cái trận đấu team thì mình sẽ không đem theo skin súng gì. Hoặc là mình sẽ đem những cái skin súng mà nó không tăng bất kỳ cái chỉ số gì vào. Mục đích là chỉ cho nó đẹp thôi, anh em nhìn nó đỡ rối mắt thôi. Với lại anh em nhìn nó cũng đỡ chán hơn là nhìn cái skin súng mặc định phải không? Những cái skin trong thẻ vô cực này và những cái skin free thì thường là sẽ không tăng bất kỳ gì. Bên dưới kia lại có một cái tăng giáp. Nhưng mà giáp mình ngon lắm rồi. Đành gửi gắm quả mìn vào cái tăng giáp này thôi. Mà mình chờ mãi không thấy cái tăng mũ ra anh em nhỉ. Tăng giáp có rồi thì đáng ra là cũng phải có cả cái tăng mũ chứ. Chờ hoài cứ nghĩ là OB15 cập nhật thêm cái tăng mũ cơ. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy. Chắc là cũng không sớm thì muộn, kiểu gì chúng ta cũng sẽ có sửa mũ anh em ạ. Kiểu gì cũng có luôn. Chẳng qua là chưa đến lúc nên là chưa người ta chưa làm ra thôi. Có Lamborghini tới này. Wow. Xuống xe. Bạn đảo hơi ghê rồi đấy. Để xem là bạn ấy chạy đâu nào. Đâu rồi ta? À đây rồi. Thấy rồi anh em ạ. Mình mới bắn được mấy viên. Anh chàng đó giáp cũng khá ngon. Mình xin cái đầu. À, lão gió giết lão tử luôn. Tự dưng cái đứng ngồi nó lại được trả lại cho chúng ta. Vậy nên là công nhận là chỉ sơ sẩy gọi là không phải mấy giây thôi là cái đầu nó rơi lúc nào không biết luôn. Mình cứ nghĩ là người ta fix luôn cho rồi, ai dè fix được mấy hôm lại phải trả lại như bình thường. Mình thì mình vẫn thích bắn theo kiểu không có cái skin đứng ngồi hơn, bắn cảm giác nó thật hơn, chứ đứng ngồi thế này mình cũng đang lạm dụng nó quá. Nếu mà không có ấy, thì không sử dụng còn được, chứ có mà bảo không sử dụng thì nó hơi hơi dị dị một xíu. À, lại có con xe tới nữa này. Xuống giao lưu tí không bạn? Ngáo ngừ. Đâm xe xuống mà lại không bắn nhau thì xác định. Bạn ấy có cái mũ ba lành em ơi. Vướng con xe quá đâm ra mình không lút được đồ. Lag quá anh em ạ. Lag rồi. Đậu xanh. Không biết là có phải lag hay không nhờ. Mình lụm mãi đồ không được. À, được rồi. Ban nãy nó bị sao nhỉ? Mình lút mãi đồ không được chứ. Lại có một con Lamborghini trước mặt này. Mình xuống mình dí luôn. Ngon. Quá ngon anh em ạ. Anh em thấy không? Anh niên này ham cái tăng giáp quá mà lao thẳng vào cái tăng giáp luôn. Nổ chết queo luôn. Ok, vì là hết mìn rồi nên là mình không gài thêm vào cái tăng giáp kia được. Chứ có mìn là mình cũng gài thêm rồi đấy. Bay đầu nha cưng. Bắn mình mà lại đứng tơ hơ thế kia. Anh em trong kênh của mình cũng lưu ý nhá. Khi mà mọi người bắn với người khác ấy, thì trong mọi trường hợp anh em đừng bao giờ đứng im và bắn người khác. Nếu mà địch chưa thấy mình ấy, thì hẳn đứng im bắn. Còn nếu mà một khi đã địch nó thấy mình rồi thì tốt nhất là mọi người nên ngồi xuống để bắn địch. Tại sao ngồi xuống lại tốt? Tại vì là thứ nhất ấy, nó sẽ giảm thiểu được cái khả năng mà anh em bị bắn headshot. Mặc dù là vẫn bị nhá, mình chỉ bảo là giảm thôi.
mình nghĩ là cũng còn khá lâu. Hoặc là bên phía nhà phát hành game người ta fix cái skill đứng ngồi chỉ để bán cái nhân vật mới có tên là Lao Ra mà thôi. Nhiều bạn cứ comment bảo là chắc chắn là đây là một chiêu gọi là dụ dỗ để mua nhân vật Lao Ra. Tại vì á là khi mà anh em có nhân vật Lao Ra mà mắc hết kỹ năng rồi thì kể cả khi mà anh em ngồi xuống nó to tâm hay là đứng lên nó to tâm thì vẫn dùng đứng ngồi được nhá. Một thanh niên đang chạy trước mặt mình. Ok, xong rồi. Vì kỹ năng đặc biệt của Lao Ra là tăng cái độ chính xác khi mà bật ống ngắm lên mà, phải không? Không biết có thể coi nó là một cái thuyết âm mưu không nữa cơ. Nhưng mà kệ thôi. Game gọi là phát triển kiểu gì thì mình chơi theo kiểu ấy. Ngại ngùng gì phải không anh em? Mình không có skin súng mình vẫn bắn được thì chẳng có cái lý do gì mà anh em không có skin súng anh em lại không bắn được cả. Với lại mình chỉ mang skin súng khi mà mình đi solo squad thôi, mà anh em thì có đi solo squad bao giờ đâu, vậy nên là không sao cả, cứ chơi đi. Nếu mà rank không cao ấy thì cũng phải gọi là nghĩ thoáng lên, mình chơi game là để giải trí thôi, đừng đừng quá quan trọng cái việc rank và điểm rank. Nhiều khi cái rank và điểm rank thì lại làm tổn thương đến những người đồng đội của chúng ta. Nhiều bạn chơi với nhau rất thân nhưng mà nhiều khi chỉ một vài cái sai lầm trong game mà giận nhau cả ngoài đời, xong rồi ghét nhau luôn. Cái này thì không vui một tí nào anh em ạ. Chết sớm hay chết muộn cộng điểm danh hay trừ điểm danh cũng được, chỉ cần vui là được. Và chơi cùng những cái người bạn mà mình coi là bạn cũng là quá tốt rồi, đúng không? Dăm ba cái điểm danh thì quan trọng gì? Đằng nào thì cuối mùa nó cũng sẽ reset, nó có giữ mãi ở cái điểm cao đấy đâu, đúng không? Hiện tại thì trở lại với cái trận đấu của mình. Nãy giờ nghe mình chém gió không khéo là anh em lại lạc trôi đi đâu mất rồi. Chúng ta còn 5 người. Một thanh niên đang lái con xe Monster chắc định đâm mình à? Không dễ đâu bạn ơi. Đó, đâm đi. Mình cố tình đặt tường băng như vậy là để cho bạn ấy đâm ấy mà. Một viên vào đầu. Rồi, chạy mất queo rồi. Anh em nhớ là nếu mà anh em muốn chặn được cái xe nó dừng lại ấy, thì mọi người ném liên tục hai quả tường băng dính vào nhau là cái xe nó sẽ không chạy được nữa nhá. Như cái pha vừa rồi là mình cố tình ném rời ra để cho bạn kia bạn ấy đâm nó sướng thôi. Với lại mình muốn cái xe nó giảm tốc để mình bắn chết luôn khi bạn ấy đang lái xe, nhưng mà mình không thành công rồi, bạn ấy đã chạy thoát. À, vẫn còn lượn lờ kìa. Cái xe đã nổ. À, ném luôn tường băng cơ à. Định bắn bạn ấy chết trước khi cái xe nó nổ nhưng mà ai dè. Cái xe nó lại nổ trước khi bạn ấy chết. À, lại tiếp tục tường băng à. Đó. Trốn đi bạn yêu. Rồi, chết luôn từ quả lựu đầu tiên. Mình còn cái quả lựu thứ hai nó còn chưa kịp nổ cơ. Một thanh niên trước mặt mình nữa này. Ok, thêm một kill. Như vậy là chỉ còn một chàng trai cuối cùng nữa thôi. Đã phát hiện ra thanh niên cuối cùng. Giáp cũng trâu đấy. Đó. Nấp đi. Có nhẹ nhàng ba trái thôi. Mình sẽ tiếp cận. Mình còn tới hai viên phóng lựu cơ mà, ngại gì. Ném chán chưa? Một trái. Ok, easy. Đó, thì trận đấu ngày hôm nay của mình lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá.
Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật tốt lành. Bye bye!